Xin chào các bác, thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly đa kênh của Yamaha có model là DSB AZ2 ha. Đây là dòng âm ly cao cấp và đẳng cấp của Yamaha lúc thời bây giờ ha, được sử dụng toàn bộ là linh kiện cao cấp từ cái bộ giải mã DAC cho tới trụ lọc nguồn và đến sọi công suất ha, thiết kế rất là chuẩn. Và đặc biệt cái dòng này thì đã được đánh giá rất là cao trên các diễn đàn HD. Về hình thức thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về nên hình thức rất là đẹp ha, có thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng ha. Thì cái nấm chỉnh cái ngõ vào và cái nấm volume được thiết kế bằng kim loại nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Về chất cam của cái con này thì nó sẽ cực kỳ là sạch sẽ và chi tiết ha, đánh rất là lực. Với thiết kế cao cấp và rất là khỏe, công suất lên đến là 175W kênh cho loa 6 ohm và hai loa hiệu ứng phong là 35W nhân cho hai loa. Phía dưới cái nắp cốp đây là chứa đựng các nấm điều chỉnh bên trong. Về mặt thiết kế thì nó có thể là chỉnh bass và chép bằng cơ như âm ly stereo ha, rất là tiện dụng và dễ dàng sử dụng. Âm ly này có thể đánh ở chế độ A, B và A cộng B ha, và nó vẫn còn một cái tính năng là nút tăng bass này các bác. Khi ta nhấn vô thì cái lực bass tăng lên rất là rõ rệt ha. Về nội thất bên trong thì em đã có mở sẵn đây. Nó thiết kế gồm một cái biến thế rất là to, rất là khủng và được thiết kế đặc biệt để chống rung, chống nhiễu để cung cấp một cái nguồn ổn định và cực lớn cho phần công suất ha. Thì cái biến thế này thì theo cái thông tin của nhà sản xuất nó được thiết kế là trọng lượng vào khoảng là 9kg bằng cái trọng lượng của một cái âm ly nhỏ nhỏ thì thời lúc bấy giờ ha. Biến thế rất là to và được thiết kế là hai cái tụ nguồn cũng to 22.000 microfarad đầy đủ cung cấp cái nguồn để cho đánh công suất lớn. Về mặt sò thì nó sử dụng cái sò than to của Yamaha đây, thì nó được đánh là 12 con sò than lớn và 4 con sò than nhỏ cho lo phong effect. Đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về nên hình thức còn rất là đẹp ha. Thì các bác nhìn sơ cái nội thất nó thì cũng biết là cái độ gấu của âm ly này như thế nào, rất là to ha. Thì phía bên tay phải đây là toàn bộ cái hộp giải mã DAC và được chống nhiễu hoàn toàn bởi cái lớp vỏ bọc bên ngoài đây. Tiếp theo là cái giới thiệu cái nội thất và cái giác chống phía sau. Thì đây là dòng cao cấp được thiết kế rất là chuẩn. Từ những cái giác cắm thì các bác sẽ thấy là toàn bộ cái giác cắm được thiết kế mạ vàng cao cấp ha. Đối với cái dòng này thì nó sử dụng cái chip giải mã mới thì có khả năng xử lý tín hiệu DSB 32 bit ha. Về phần giải mã DAC, nó sử dụng cái bộ giải mã DAC 24 bit 192 kHz, sử dụng cho tất cả các kênh và nó có cái cổng out ha, để ta có thể làm một cái con DAC chuyên nghiệp và rất là chuẩn, rất là hay ha. Thì các ngõ out đây thì ở đây em đang test bằng cái cổng quang, input là cổng quang và out trực tiếp ra lo ha. Công suất tiêu thụ điện của con này rất là khỏe nha các bác, 100V 430W nha. Thì sau đây em sẽ test cái ngõ ra lo của tất cả các lo. Đặc biệt là cái dòng này nó vẫn có chức năng là all stereo, 8 kênh stereo ha. Tất cả các lo, 8 lo có thể cùng lúc hát ở chế độ stereo để nghe nhạc rất là hay, để không lãng phí bất kỳ một cái lo nào ha. Nếu ta sử dụng hai lo ha, thì ta sẽ lắp ở cái hàng lo dưới ha, đen đỏ đây, lo A ha, hàng trên là lo B ha, đây là hai lo thì tiếp là cái lo rear
ha. Tiếp vào đây là hai lò phong effect ha. Ha, tiếp là hai lò center ha. Ở chế độ stereo thì nghe nhạc rất là hay ở tất cả các lò, thì ta có thể lắp được một cặp lo nè, hai cặp lo, ba cặp lo và bốn cặp lo ha. Nội thất rất là khủng, rất là to ha. Cái con này thì nặng trọng lượng rất là khủng khiếp nha các bác, lên đến 22 kg. Một âm ly rất là to, rất là khỏe, rất là chuẩn. Âm thanh con này thì khỏi phải bàn rồi, tiếng chép rất là sáng, rất là khỏe. Để mà nghe nhạc hai kênh thì ta nhấn tắt effect ha, là lúc này là nó chỉ phát ra ở hai lo main thôi. Còn để sử dụng các chế độ âm thanh, ta nhấn effect lên và ta thể nhấn cái mũi tên để thay đổi cái chế độ âm thanh ha. Rất là nhiều chế độ âm thanh ha, thì nó có chế độ là 8 kênh stereo ha, rất là dễ sử dụng ha. Hiện tại em đang lắp là cổng quang. Khi mà ta lắp ở cổng analog thì ta có thể là chọn input mode ha, có thể là auto hay DTS ha, là analog đây. Về kích thước thì âm ly này nó sẽ có cái chiều ngang là 435 ha, đây là kích thước tiêu chuẩn. Và chiều cao thông thường một cái âm ly thông thường thì chỉ cao là khoảng 170 mm thôi, nhưng đối với con này chiều cao nó lên đến là 191 mm ha, gần tức là gần khoảng là 2 tấc nha đó. Và chiều sâu rất là to, lên đến là 453 mm, trọng lượng là 22 kg, rất là khủng ha. Thì các bác nào muốn sở hữu cái dòng âm ly này, xin vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.